Xin chào các em. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em cách học toán chương trình toán lớp 8 sách mới nha các em nha. Hiện tại trong trong nước có 3 bộ sách nha. Kết nối tri thức nè, chân trời sáng tạo và cánh diều ha. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em học sách kết nối tri thức với cuộc sống trước ha. Toán lớp 8. Toán lớp 8 các em quan sát là phần tập 1 ha. Năm nay sách này nó viết trở nhẹ hơn đối với chương trình lớp 7 cho các em á nha. Vậy các em lớp 7 thì thấy cũng khá là nặng ha, nhưng mà lớp 8 lại viết lại dễ hơn, nó đơn giản hơn đó. Nói chung là cũng giảm tải được một số ha, các em học cũng khá dễ dễ nha. Vậy thì ở đây các em ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn các em sửa bài tập bài học về đơn thức nha. Trước khi học bài bài tập về đơn thức á, thầy sẽ nói về lý thuyết cơ bản trước cho các em cần nắm vững để các em làm bài tập nha. Đó. Vậy thì các em quan sát này, tôi sẽ hướng dẫn các em về lý thuyết của về đơn thức ha. Đơn thức là gì? Các em sắp lớp 7 các em đã được học chưa? Đơn thức là gì? Đây các em. Đơn thức là một biểu thức đại số chỉ gồm một số nha, hoặc là biến, hoặc tích giữa những số và biến nha. Đây là đơn thức, đây là định nghĩa của nó này. Đó, này em cần phải nhớ nha. Đơn thức là gì? Là một biểu thức đại số gồm một số hoặc một biến hoặc tích giữa những số và biến. Vậy ví dụ như là đây, các em quan sát này, đây là tích giữa này các số và biến này. Đó, vậy thì đây chắc chắn là đơn thức, đúng không? Còn đây em thấy có tổng này, tổng này thì sẽ không phải nha. Đó, vậy thì nào là đơn thức, thầy sẽ tô màu hồng lên cho các em coi ha. Đây là một đơn thức này. Đó, đây không phải là đơn thức, đây là tổng này. Đó, đây là một đa thức, sau này em sẽ học đó là đa thức nha. Đây là tích giữa số này đó, và biến này. Vậy thì đây chắc ăn chính là đơn đơn thức, đúng không? Nó ở đây là số này, biến này, nhưng mà đây là căn bậc hai của biến nha. Căn bậc hai của biến thì nó này không, ở đây không phải là đơn đơn thức nữa, nhớ nha. Đây là ngoài đơn thức. Vậy thì chỉ đây có hai đơn thức thôi đó. Vậy thì các em phải biết định nghĩa đơn thức là gì ha. Đơn thức là gì? Là biểu thức đại số gồm chỉ một số hoặc biến hoặc có dạng tích giữa những số và biến, đó là đơn thức nha. Rồi cái phần trong đây, trong như trong bài tập luyện tập này các em, rồi trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? Đây, em quan sát nè. Vậy thì em nhìn vô này, cái đầu tiên ha, đây là tích giữa số và biến đây đó. Vậy thì ở đây chắc chắn là đơn thức. Cái nào thầy tô màu 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 hồng á, chính là đơn thức ha. Rồi ở đây âm 4 là số thôi, đây chính là đơn thức, đúng. Còn đây em thấy có dấu trừ không? Dấu trừ dấu cộng, đây chắc ăn là không phải là đơn thức, nhớ kỹ điều này ha. Rồi vậy là giữa đây là câu tiếp theo là 12 là số, là tích số với biến hả. Rồi vậy đây chính là đơn thức, đúng không? Rồi tiếp theo âm 5 phần 9 là số nào với biến, là tích giữa số và biến hả. Vậy chắc ăn đây chính là đơn đơn thức luôn nha. Rồi đây là hai giới là 1 phần 2 các em, x bình y đó. Vậy là đây là tích giữa số và biến hả? Đây là đơn thức luôn. Nhưng mà đây không thể, đây là tổng thì không thể là đơn thức được, hiểu không? Thầy dạy cũng lướt lý thuyết nhanh thôi cho các em ha. Các em có thể là các em đã học lý thuyết trên nhà trường rồi ha. Đây thầy sẽ lướt lý thuyết nhanh cho tốc độ cho mấy đứa. Phần tiếp theo các em học đó chính là gì? Đơn thức thu gọn và bậc của đơn thức. Cái này ngay chương trình lớp toán lớp 7 mình có đã được học rồi, đúng không? Đơn thức thu gọn là gì? Đây người ta có định nghĩa cho các em này. Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ một số hoặc tích giữa một số với những biến. Đó. Mỗi biến chỉ xuất hiện một lần nha, là ít ít nhiều, có nhiều ít với nhau thì mình phải nhân nó lại để xuất hiện một lần thôi ha. Đó. Và đã nâng lên lý thừa với số mũ nguyên dương. Đó, đó là định nghĩa về đơn thức nha. Vậy thì các em ví dụ như này. Xuống phần 2 là các đơn thức thu gọn. Ta có thể thu gọn bằng cách các áp dụng tính chất của phép nhân, phép nâng lý thừa. Ví dụ như đơn thức A, ta làm như sau. Ví dụ là đây là những đơn thức nhân với nhau này. Vậy thì đơn thức này là chưa thu gọn là các em thu gọn rất đơn giản, em lấy số nhân với số này nha. Ví dụ là 2 nhân âm 3, đó lập tức các em được là âm 6 này, đúng không? X mũ 1 nhân X mũ 2 thì các em là bằng X mũ mấy? Mũ 3. Nhân hai lý thừa cùng cơ số giữ nguyên cơ số cộng mũ cho nhau để mũ 3, đúng không? Ở đây y không có gì hết, viết lại thấy chưa. Đó có nghĩa là lấy hệ số nhân nhau, phần biến đồng dạng nhân nhau đó nha.
đó, lấy 2 nhân âm 3 là ra âm 6 này. Rồi, đó, cái mũ 1 nhân 2 thì chính là x mũ 3. Đúng không? Y không có gì nhân thì mình viết lại thôi. Đúng chưa? Rồi, cách tìm bậc của một đơn thức thì em nhớ là muốn tìm bậc của một đơn thức á, cộng tất cả các số mũ ở phần biến này. Nha, đó, đây là bậc của đơn thức này là gì các em? Là tổng số mũ của các biến trong một đơn thức đã thu gọn nha các em. Đó, với hệ số phải khác không nha các em nha. Đó, ví dụ này, đây. Đây là một đơn thức này. Đó. Vậy thì các em muốn tìm bậc của nó này, em lấy cái mũ này này, đây là số 3 này. Còn đây là số mấy? 1. Lấy 3 cộng 1 vậy bằng mấy? 4. Vậy đa thức này là bậc bậc 4. Đó, cộng tất cả các số mũ phần biến này. Đó, là chính là bậc. Còn hệ số là cái số này. Đó, rồi cái ẩn á chính là phần biến nha. Cái này là cơ bản nó cũng dễ cho các em ha. Đó. Rồi ví dụ như xuống hỏi chấm nè các em, hỏi chấm nè. Rồi người ta hỏi nè. Đó, cho biết hệ số phần biến và bậc của đơn thức sau. Hôm nay chắc thầy nói lướt nhanh thôi chắc em thôi nha. Đó, ví dụ này em thấy 2,5 không? 2,5 đây chính là hệ số. Phần biến là x. Vậy bậc này, bậc đơn thức này là bậc bậc 1. Ở đây có mũi mũi số 1 nè, vậy đơn thức này là bậc 1. Đúng không? Tiếp tục. Ví dụ đây, một đơn thức này, hệ số là gì? Âm 1 phần 4. Phần biến là gì? Y bình Z3. Bậc mấy? Lấy 2 cộng 3. Lấy cộng tất cả các số mũ phần biến lại. Đó chính là bậc của đơn thức. Đúng không? Bậc 5. Đúng không? Đó. Rồi cái này tiếp tục cái này. Hệ số là nhiêu? Âm 0,25. Phần biến là gì? X Y bình Z4. Bậc mấy? Đây là số 1 nè. Cộng 2. Đúng không? Nè, thầy bóng lớn nha, đây là 1 nè. Cộng 2 là cộng tất cả các số mũ phần biến này. Vậy có phải là bậc 7 không? Xong bài. Không, rất là dễ nha. Đó. Ví dụ như xuống ví dụ 2 là đây. Hệ số là nhiêu? Âm 0,5. Phần biến là gì? Nè, nhưng mà phần biến này nó làm sao với em? Nó chưa thu gọn. Các em phải thu gọn này. Ví dụ này các em thu gọn đây này. Để viết đây cho mấy đứa coi ha. 0,5 viết lại nè. Nè, x mũ 1 nhân x mũ 2 thì các em bằng x mũ 3. Ồ, lấy 0,5 nhân cho 4 nữa nha. Đó, các em phải nhân 0,5 nhân 4 nhá. Thầy quên cái này nè. 0,5 nhân cho 4, ok. Thì chắc ăn là bằng nhiêu? Bằng 2, đúng không? Đó, bằng 2. Rồi, x nhân x bình, đó chính là x 3. Đúng không? X mũ 1 nhân x mũ 2 là x mũ 3. Y bình không có, viết lại. Vậy thì quá đơn giản, hệ số là mấy em? Hệ số là số 2. Đúng không? Phần biến là gì? X 3 y bình. Đúng không? Bậc bao nhiêu? Lấy cộng mũ lại cho thầy. Lấy 3 cộng 2 bằng 5. Vậy đa thức này bậc 5. Dễ không? Rất là dễ đúng không? Đó. Rồi, chắc thầy cũng lướt lướt nhanh đây ha. Còn mấy cái bài tập, mấy cái này thầy nghĩ là cũng dễ cho mấy đứa, là mấy đứa nhân lại thôi là xong rồi ha. Thu gọn xác định bậc. Đó, ví dụ thôi, thầy nói luôn cái này luôn cho mấy đứa coi. Đó, ví dụ như cái này muốn thu gọn em nhân lại thôi. Đây là nhân hai đơn thức, nhiều đơn thức với nhau nè. Lấy 4,5 mà nhân âm 2 thì bằng âm 9, đúng không? X mũ 2 nhân x mũ 1 thì bằng x mũ 3. Y mũ 1 nhân y mũ 1 là y mũ 2. Rồi, ở đây z không có, các em viết lại các em. Đó là z. Thấy chưa? Đó, nhẹ nhàng đúng không? Vậy thì ở đây người ta hỏi bậc, xác định bậc của đơn thức rất đơn giản, các em cộng tất cả các số mũ phần biến này. Đây là mũ 3 này. À, đây là mũ 2 này. Còn đây là mũ mấy? Mũ 1. Các em lấy 3 cộng 2 cộng 1. Vậy đa thức này là bậc mấy? Bậc 6. Đúng không? Đó. Đơn giản đúng không? Rồi, các em quan sát sang phần số 2 nha. Đơn thức đồng dạng. Em học ngay chương trình toán lớp 7 rồi, hai đơn thức đồng dạng là gì? Đó, là hai đơn thức có chung phần biến, đúng không? Đó, đây, ngay định nghĩa của nó nè. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có phần biến giống nhau, là có chung phần biến đó các em. Đó. Nhưng với vẻ hệ số khác không nha. Đó. Vậy thì ở đây rồi, ví dụ nào. Giống như này cái toán lớp 8 đang học lại chương trình toán sách lớp 7 rồi đúng không các em? Đó, vì thế nó cũng dễ cho các em ha. Rồi, người ta hỏi là cho các đơn thức sau đây. À, hãy sắp xếp những đơn thức thành từng nhóm sao cho tất cả những đơn thức đó đồng dạng cùng thuộc một nhóm. Đó, vậy thì ở đây thầy không có ghi ra ha, thì thầy chỉ có tô màu để cho các em. Thằng nào cùng một màu chính là đơn thức đồng dạng nha. Đó. Rồi, ở đây mấy đứa coi nè. 5 phần 3 x bình y,
x bình y, kiếm nào x bình y là đơn thức đồng dạng của nó đó. Đây tôi sẽ tô màu đây là màu xanh trước nha. Kiếm nào x bình y này, x y bình không phải, x 4 không phải, x y bình không phải, x 4 không phải, x bình y đây, x bình y đây, đây nó đây, đây thằng này đồng dạng nè, hai thằng màu xanh này đồng dạng nè, hai đơn thức này đồng dạng. Tiếp tục thầy sẽ tô màu hồng này ha. Đơn thức trừ x y bình, kiếm thằng nào x y bình cho x y bình nào, đây là x y bình đây nào, đây và thằng nào nữa, đây có hai thằng x y bình đây, cái nhóm này màu hồng nè nó đồng dạng với nhau, thấy chưa? Còn cuối cùng cái nhóm còn lại là màu xanh nè, đây là không phải 5x4 nè, đây với 2,75x4, đây là chính hai đơn thức đồng dạng, hiểu chưa? Hai đơn thức đồng dạng với là hai đơn thức có chung phân biến mà đọc vậy cho nhau nha. Với điều kiện này chắc là hệ số phải khác không thôi, đúng chưa? Đó vậy thôi. Rồi cộng trừ hai đơn thức đồng dạng thì thầy nghĩ mấy đứa chắc mấy đứa làm được rồi, ngay chương trình lớp 7 đã luyện rất là nhiều rồi nha. Phần này thầy cũng không nói về lý thuyết nữa ha, không nói về mấy chấm hỏi nữa, giờ thầy sẽ trực tiếp vô bài tập cho mấy đứa nha. Rồi vậy thì các em quan sát vô bài tập nha. Rồi các em quan sát vô bài tập ha. Bài tập nè, trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức? Đó vậy thì đơn thức các em vừa học rồi, đơn thức là gì? Là một biểu thức đại số gồm một số biến hoặc là gì, tích giữa các số và biến, đúng không? Vậy thì ở đây các em quan sát nè, đó đâu là đơn thức nha. Rồi ở đây âm x nè, đây là một biến, vậy đây chính là đơn thức, đúng không? Vậy thì các em viết là giải ha, đây ghi giải đây. Rồi trả lời vô ha, đơn thức là thứ nhất chắc ăn là âm x rồi, đúng không? Còn em quan sát là đây nè, đây là tổng giữa số và biến này, nó còn tích vi biến nữa này đó, vậy đây chính là không phải đơn thức, nhớ kỹ điều này ha, đây là một đa thức nha. Rồi ở đây có rất nhiều em bị sai lầm chỗ này nè, 3 cộng căn 3 là 3 cộng căn 3 thì cũng tạo ra một số thôi, nhớ nha, 3 cộng căn 3 tạo ra một số thôi nha, đây là tích giữa số và các biến này đó, vậy thì nó vẫn là gì, vẫn là đơn thức nha. Còn đây là tổng giữa gì, giữa gì số và biến thì chắc ăn nó là đa thức nha. Còn này là 3 cộng căn 3 là một đại diện là một số thôi, cộng này ra một số thôi đúng không, x nhân y là biến, rồi tích giữa các số và các biến, vậy đây chính là đơn thức luôn nha. Vậy là 3 cộng căn 3 nhân cho x y, đúng chưa? Đó rồi tiếp theo đây là số không ha, không là một số nè, vậy chắc ăn nó là đơn thức, đúng chưa? Đó rồi tiếp tục nha, em quan sát đây, một phần y là số này, tích giữa số và biến mà, cái này tích cái này là thương giữa số và biến mà, đúng không? Vậy đây không phải là một đơn thức, nhớ nha. Đó nha. Rồi tiếp tục tiếp theo nè, hai âm hai, hai là số, rồi đây là căn bậc hai của biến, không thể đơn thức được. Đó mình dùng ngay định nghĩa đơn thức để mình xác định nha. Đơn thức là một một biểu thức đại số gồm số biến hoặc tích giữa các số và biến nha, đó cái là đơn thức đó. Vậy thì ở đây mình chỉ có ba đơn thức này thôi nha. Đó rồi các em quan sát sang bài 2 nha, các em quan sát đến bài 1.2 nha. Người ta cho những cái đơn thức sau đây, đơn thức A đây, đơn thức B đây, đơn thức C, đơn thức kề dài ha, và đơn thức D ha. Người ta nói là yêu cầu là liệt kê các đơn thức thu gọn, trong đây những đơn thức nào thu gọn này thì kê ra, trong các đơn thức đã thu gọn cho trong các liệt kê những đơn thức thu gọn, trong các đơn thức thu gọn, trong các đơn thức đã cho và thu gọn những đơn thức còn lại, những đơn thức nào chưa thu gọn thì mình sẽ thu gọn ha. Vậy thì ở đây các em nhìn nè, ở đây đơn thức nào mà thu gọn rồi các em, nó là không thể tính được nữa, đúng không? Nào đây là hai với âm hai chưa nhân này nè, đây chắc ăn là chưa thu gọn, ở đây có 1,75 x y z nè, ok vậy đây đây là đơn thức thu gọn rồi ha. Còn C là một cộng hai, cái này số này mình có thể cộng được mà, đúng không? Đó mình tiếp tục mình có thể cộng được nè, đúng chưa? Vậy thì ở đây chưa thu gọn nè, hai trừ căn hai, hai trừ căn 5, hai trừ căn 5, căn 5 là số số vô tỉ rồi đúng không? Nó cái này không thể thu gọn được nữa rồi đó. Vậy đây là x, ở đây có một x thôi, vậy đây chính là đơn thức thu gọn nha. Ở đây mình sẽ có hai đơn thức thu gọn, đó chính là đơn thức B và đơn thức gì đây, D.
Còn hai đơn thức chưa thu gọn là đơn thức này và đơn thức này mình sẽ thu gọn sau nha. Vậy thì các em giải vô này, cậu A ha. Rồi, à, để chắc tôi ghi đây luôn này. Cậu A. Trả lời ra. À, đơn thức thu gọn này. Là B. Là B và D. Đó, còn ai ký hơn thì viết B bằng cái gì, D bằng gì đáng được nha. Đó, tôi làm vậy cho nó nhanh một chút xíu ha. Đó, rồi ok. Tiếp tục thu gọn các đơn thức còn lại. Rồi, giờ thầy sẽ ghi nè. Thu gọn các đơn thức còn lại. Nha, là đơn thức A các em. Tôi viết A nha, bằng 4 nhân x nhân âm 2 nhân x bình nhân y. Rồi mình sẽ nhân nè, lấy 4 nhân âm 2 thì các em bằng âm 8. X mũ 1 nhân x mũ 2 thì là x mũ 3. Rồi, y viết lại, nó xong. Thấy chưa? Đó. Rồi, số nhân số biến nhân biến thôi nha. Đó. Rồi tiếp theo còn một đơn thức thưa thu gọn nữa là đơn thức C. Rồi tôi sẽ viết đơn thức C như này ha. 1 cộng 2 nhân cho 4,5 x bình y nhân 1/5 nhân cho y mũ 3. Rồi các em nhân số nè. À, hai này nhân lại nè. 2 nhân cho 4,5 thì bằng mấy các em? 2 nhân cho 4,5 có phải là bằng 9 không? 9 cộng 1 có phải là bằng 10 không? 10 rồi nhân cho 1/5. Đó, có nghĩa là 10 chia 5 á. Đó, thì chắc ăn các em bằng 2. Đúng chưa? Rồi, x bình, ở đây không có gì x. Đó, viết lại, x bình phương. Y mũ 1 nhân y mũ 3 cộng mũ lại thì chính là bằng y mũ 4. Ok. Dễ không? Gọi dễ không? Rồi, tương tự, thì nói đến câu B ha. Câu B. Với đơn thức nhận được nha, hãy cho biết hệ số phần biến và bậc của nó nha. Vậy thì mình sẽ kể ra những cái đơn thức với mỗi đơn thức nhận được, hãy cho biết hệ số phần biến và bậc của nó nha. Thầy này vẽ bảng không, vẽ bảng ra thì nó nhanh hơn. À, còn không thôi thì làm từng cái từng cái, làm từng cái cũng được nhưng mà viết nó hơi mệt đó không. Rồi thầy sẽ làm bảng đi. Viết cũng được, các em mà viết ra từng cái em nói là cũng được, chẳng có sao hết, thoải mái hết, không vấn đề gì hết nha. Rồi, từ vẽ bảng đi. Vẽ bảng ha. Trong đây có các em có các em có 1 2 3 4 4 đơn thức vào. Đơn thức này, đây là đơn thức nha, đây là hệ số này, đây là phần biến này, và cuối cùng là bậc đúng không? Này cho nó đó, mình kê mình vẽ bảng cho nó nhanh, nó tí mất công mình phải nói lại không mày đó ha. Mình viết mỗi lần cái lặp lại cũng được, còn quỳ các em vẽ từng cái viết từng cái cũng được chẳng sao hết. Đây là đơn thức ha, mình ghi đây là đơn thức này, đây là hệ số, đây là phần biến ha, và cuối cùng là bậc nha. Rồi đơn thức đầu tiên là đơn thức A các em. Đơn thức A mình vừa thu gọn ở trên đó nha. Thầy sẽ viết lại đơn thức A này. Đây thầy sẽ kẻ 4 4 ô đi ha. Thầy kẻ 4 ô đi ha. Một đây. Hai. Đó.
Rồi, đến thức A nè. A bằng âm 8 x 3y. B bằng, đây, 12,75 x yz. C là 2 x bình y4. D là bằng 2 trừ căn 5 nhân x. Rồi, giờ mình sẽ làm nha. Hệ số đâu? Hệ số nè, đây, hệ số đây, hệ số đây nha. Đây là C nha. Đâu, thấy mất chữ này là chữ C được không? C bạn. Rồi, giờ hệ số là các em điền nè, đây, âm 8. Đây, 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 hệ số điền cho. Hệ số của đơn thức A là âm 8 nè. Đơn thức B là 12,75 nè. Đơn thức C là 2 nè. Đúng không? Đơn thức D là 2 trừ căn 5 nè. Còn hệ số nè, hệ số là cái phần ẩn sau ấy, đi z á, đây, 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 biết chưa? Phần biến nè, 3y, x, y, z, còn này là x bình y4, đúng không? Và cuối cùng cái này là x nè. Rồi bậc của đơn thức là cộng tất cả các mũ ở phần biến này nè, đây là biến này, đấy, 3 cộng 1 nè, vậy bậc 4 nè, đúng không? Rồi tiếp tục là 1 nè, x mũ 1 nè, y mũ 1, z mũ 1 nè, 3 cộng 1 cộng này bằng, vậy đơn thức này bậc 3 đúng không? Rồi lấy 2 cộng 4 vậy đơn thức này bậc 6. Và cuối cùng là đây là số 1, vậy là bậc bậc mấy các em? Bậc 1. Hoàn chỉnh bài nha. Rồi, các em quan sát đến câu 1.3 nha, thu gọn và rồi tính giá trị biểu thức. Cái này là nhân. Những đơn thức nhân lại với nhau. Rồi. Ok, vậy thì mình sẽ tính ha. Thu gọn là tính giá trị biểu thức. Rồi ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em tính giá trị biểu thức trên máy tính các em nha. Kỹ năng này rất quan trọng để sau này các em có lợi cho dùng những trắc nghiệm chẳng hạn, kiểm tra đáp số mình làm đúng hay sai nha. Rồi vậy thì các em quan sát ha. Rồi trước tiên á, câu đầu tiên là gì? Câu đầu tiên là câu A đây. Đó, âm 2 x bình y nha. Âm 2 x bình y nhân cho 1 phần 2 x y. Mình sẽ nhận ha. Mình lấy âm 2 nhân 1 phần 2 thì bằng âm 1, đúng không? Âm 1 ở đầu đầu á, ở đây còn ẩn đằng sau nữa các em khỏi cần ghi nha, viết âm là được rồi. Rồi sau đó các em lấy x bình nhân x, đó, x mũ 2 nhân x mũ 1 thì bằng x mũ 3. Rồi y mũ 1 nhân y mũ 1 thì bằng y mũ 2. Ok à, đó, rất là nhẹ nhàng đúng không? Rồi sau đó với thầy vô nè. Rồi, giờ viết nè. Khi định tính khải, khi x bằng âm 2 y bằng 1 phần 2 suy ra a bằng đó, thế vào biểu thức a, mà thế vào đâu? Thế ngay vào cái biểu thức mình vừa thu gọn, nhớ nha, hay vào đây nè. Đó, vậy là dấu âm viết lại nè. Rồi x nè, mà x bằng bao nhiêu đây? Âm 2, nhớ âm này phải đóng ngoặc lại nha, âm 2 mũ 3 lên nhân y mũ 2, y là 1 phần 2 nè. Đó, 1 phần 2 mũ 2 lên nha. Các em tính nè, âm ở ngoài viết lại ha. Rồi âm mà lũy thừa phải làm trước mà, đó, lũy thừa đến nhân chia cộng trừ nha. Âm 2 mũ 3 lên thì bằng âm 8 đúng không? Đó, 3, âm 8 đây. 1 phần 2 bình lên là bằng 1 phần mấy? 4, 1 bình hơn 1, 2 bình hơn 4 đúng không? Vậy sau đó mình nhân lại thôi. Âm nhân âm biến thành dương đúng không? 8 mà nhân cho 1 phần 4 là 8 chia 4 thì các em còn bằng 2 đúng không? Giờ thì sẽ lấy máy tính ra cho em coi nè ha. Rồi đầu tiên các em muốn tính giá trị biểu thức em có thể nhập nguyên cái đề đó vô máy tính được, nhưng mà nhập vậy hao thời gian, mình nhập cái nguyên cái phần màu xanh này vào máy tính này đó. Nha thì trên này thì dùng máy Vinacode ha. Đầu tiên thì nhập mà đầu tiên là âm 1 x mũ 3 đúng không, đánh dấu âm vô nè, x đây nè, mũ nè, mũ nha, mũ 3 phải không, mũ đây. Rồi mũ 3 đặt số 3 vô. Đó. Rồi. Y y máy nó không trên máy không có phải bấm alpha nha. Bấm chữ alpha trước nè. Y nằm đây nè, nó phải là chữ y được. Nha, y đây. Đúng không? Đó, mà y này mũ 2 đánh đây cho nhanh. Giờ, rồi sau đó các em bấm phím Ctrl. Nha, bấm phím Ctrl nè. Nha, nó hỏi x bằng nhiêu, giờ mình sẽ nhập cái chữ x vô. X bằng mấy các em? X nó bằng x bằng mấy là x bằng âm 2, đánh âm 2 vô, đánh trừ 2 vô là xong rồi.
trừ 2 đúng không? Đó. Rồi bấm bằng nó chạy đến giá trị y. Y bằng mấy? Y bằng 1 phần 2, đánh 1 phần 2 vô. 1 phần 2 các em bấm 1 chia 2 cũng được nha. Phần đấy cũng được. Ồ thầy bấm 2 phần này. Bỏ đi một cái phần đi. Delete đi. Đúng không? 2 đây nè. Đây bấm cho bằng thôi. Bằng này các em được đáp án này, thấy không? Nè, bằng ngay nữa, bằng nha. Đó, đáp số bằng 2. Ok, mình dạy đúng. Hiểu không? Đó. Trên YouTube thầy có một số video thầy nói về cái này rất nhiều ha. Đó, kỹ năng này các em cần phải biết nha. Nó rất quan trọng. Rồi. Rồi tương tự đến câu B, để dạy câu B. Đó. Câu B vậy thôi, câu B mình cũng thu gọn nó đi. Đã có B bằng x nhân y nhân z nhân cho âm 0,5 y bình z. Rồi mình nhân lại ha. Rồi, ở đây mỗi âm 0,5, suy nghĩ gì nữa, đâu có nhân số nào đâu, viết là âm 0,5 luôn. Cho nhanh. Âm âm 0,5 chính là một âm 1,2 nha. Rồi x mũ 1. Ở đây có x đâu? Chẳng hiếm hoài không có x gì hết. Viết lại. Nó không có cứ viết lại các em. Y mũ 1 nhân y mũ 2. Ok, chính là y mũ 3 các em. Cộng mũ lại cho nhau nha. Rồi z z mũ 1 nhân z mũ 1 thì chắc chắn là z mũ 2. Đúng chưa? Đó, đã thu gọn. Rồi giờ tiếp tục thầy sẽ tính giá trị biểu thức nha. Rồi mình sẽ nói là khi khi x bằng 4 y bằng 0,5 z bằng 2 thì suy ra b bằng, mình thay vào các em, thay vào ha, âm 0,5 viết lại này, x bằng bao nhiêu, x bằng 4 đúng không, đúng không, x bằng 4. Rồi y mũ 3, đây là y mũ 3 đúng không, mà y nó bằng nhiêu đây, 0,5 nhân cho 0,5 mũ 3. Cái này dùng máy tính tính cho nó rồi ha. Hoặc là không làm máy tính thì tí phân tích kiểu khác được, z bằng 2 mũ 2 ha. Vậy thì em tính là có thể là nhầm nha. Nhầm nè, âm 0,5 chính là âm 1 phần 2 đúng không, nhân cho 4 âm 0,5 mũ 3 là 1 phần 2 tất cả mũ 3 các em, nhân 2 mũ 2 là bằng 4 này. Đúng không? Đó. Vậy thì lúc này nó sẽ bằng bao nhiêu các em? À, 4 nhân 4 16 này. Đó, 16 này chia ra 2 mũ 3 8 này, 8 nhân 2 16 này, dấu trừ đằng trước. Ok, đáp số bằng âm 1. Thì tính là bằng âm 1 nha. Đó, giờ lấy máy tính tính được không? Nhiều nhiều em cầm máy tính bấm được không? Được. Các em thầy cô sẽ không cấm các em dùng tính giá trị biểu thức bằng máy tính nha. Bấm thoải mái, không vấn đề gì hết. Nhưng mà thầy sẽ nhập cái đề này vô này, nhập nguyên cái khung này vô này. Nhập khung này vô. Âm 0,5 ha. Đã đánh vô là âm 0,5. Giờ cái này cao đi. Âm trước. Hoặc tắt máy đi ha. Rồi âm nè. 0,5. Không ra thiếu số 0. Nhiều lúc không bấm số 0, bấm chấm là cũng nó cũng tự hiểu là không không chấm đó các em. X nè. Y3 đúng không? Vẫn alpha với đây được nha. Mũ ở đây nha, mũ 3. Mũ 2 thì bấm trực tiếp ra luôn. Z2. Z à, trong máy tính nó không có chữ Z mới được, không có chữ Z nha. Mình có thể thay bằng chữ gì, chữ M, chữ F, chữ E, chữ D, chữ C chẳng hạn. Thầy thay bằng chữ C nha, alpha C đi. Đó. Alpha C đó. Rồi bấm thôi nè, Z này, Z mũ 2 này, C mũ 2 nha. Đó, mình thay vô mũ 2 vô, sau đó các em bấm phím khôn đúng không, bấm khôn vô. X nó sẽ nó hỏi giá trị x bằng mấy, mình thay số 4 vô nè, nhập 4 vô bằng cái nó chạy lên y ha, y của nó là 0,5, bấm bằng nè, c chính là z á, bằng 2 ha, cũng bằng nè, lập tức em bằng âm 1. Rồi các em quan sát đến câu 1.4 nha. Người ta yêu cầu là gì? À, sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm, mỗi nhóm chứa tất cả các đơn thức đồng dạng với nhau, đúng không? Vậy thì em học rồi, hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức làm sao có chung phần biến đúng không? Đó, phần ẩn giống nhau đó. Đó. Vậy thì ở đây em quan sát nè, những đơn thức đồng dạng giờ tôi sẽ liệt kê trước cho các em nha. X mũ ở đây là 3, x mũ 3 y2, giờ kiếm chỗ nào mà có x mũ 3 y2 khoanh vô cho rồi. Đâu, x mũ 3 y2 đâu? Đây là x bình y3 không được. X3 y2 đây. Vậy đây là hai đơn thức đồng dạng này, kiếm coi còn x3 y2 không, hết rồi, không có đúng không. Tiếp tục cái tiếp theo là gì,
đơn thức âm 0,12 x bình I3, kiếm là x đi bình I3 đây. Đó, thấy chưa? Thì để cùng màu có nghĩa là những đơn thức nó đồng dạng nhau đó. Rồi tiếp tục. Âm 4 đi, đây âm 4 đi. Kiếm nào có y. Đấy, y căn 2. Đây là những cặp đơn thức đồng dạng nha. Vậy thì mình sẽ trình bày mình giải ha. Rồi. Trả lời ra. Các đơn thức đồng dạng. Đồng dạng với nhau là cái đầu tiên đây và đây đúng không? Rồi xuống hàng nè, đi nè, ba gì đây, 3 x bình x 3 y 2 và 7 x 3 y 2. Tiếp theo âm 0,2 x bình y 3 và 3 phần 4 x bình y 3. Tiếp theo âm 4 y và y căn 2. Đó. Đơn giản không em? Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi. Câu tiếp theo nha, câu 1.5. Người ta yêu cầu rút gọn rồi tính giá trị biểu thức. Trời ơi. Rồi, đây các em quan sát nè. Đây là hai đơn thức đồng dạng đúng không? Là có chung phần biến là x bình y5 đó. Mình sẽ cộng lại thôi nha, mình thu gọn trước ha. Rồi. Đầu tiên các em nói trước ra là gì các em? Ta có trước ha. Ta có x bằng 1 phần 2 x bình y5 trừ 5 phần 2 x bình y5. Rồi các em tính ha. 1 phần 2 trừ 5 phần 2. Ô, cái này cùng mẫu mà. 1 phần 2 trừ 5 phần 2 đúng không? Vậy thì giữ mẫu cứ cộng được lại với nhau. 1 trừ 5 bằng âm 4 đúng không? Âm 4 chia 2 thì bằng âm 2. Ok. Vậy mình cộng hệ số lại với nhau là âm 2 nè. Rồi giữ nguyên phân biến đúng không? Cộng hệ số lại rồi giữ nguyên phân biến. Phân biến chính là gì? X bình y5 đúng không? Rồi. Sau đó mình tính như ý thức này. Đó, vậy xuống hàng mình nói nha. Khi x bằng âm 2 y bằng 1. Đó, thì suy ra s bằng thay vào đâu các em? Thay vào ngay cái biểu thức này. Đó. Rồi, âm 2 x là cứ có x mình sẽ thay bằng âm 2, cứ có y mình sẽ thay bằng 1 đúng không? Vậy là âm 2 đóng ngoặc bình nha. Nhớ là khi lũy thừa số âm nhân số âm thì chắc anh phải đóng ngoặc lại nhớ nha. Đó, nhân cho y là một một bình phương lên. Rồi, âm 2 bình lên các em biết là lũy thừa tầm trước mà 4 đúng không? 1 mũ 5 lên bằng 1, vậy thì nhân đáp số này bằng âm 8. Xong rồi nha. Rồi, các em quan sát đến câu số 1.6 nha. Tính tổng của bốn đơn thức. Trời ơi, tổng thì cộng lại thôi, đúng không? Vậy thì mình sẽ tính này. Ta có số hàng mình nói là tổng của bốn đơn thức là. Rồi mình cộng lại thôi các em. Đây. Bốn thằng này cộng lại nha. Đó. Rồi mình sẽ 2x bình y3 trừ 3 phần 5. Cộng cho trừ vẫn là trừ nha, dấu sao để vậy. Còn thích thì các em để thêm dấu cộng thôi, có gì đâu. Cộng cho trừ vẫn là âm thôi đúng không? Đó. X bình y3. Đó, rồi cộng cho âm 14 x bình y3. Đúng không? Cộng cho 8 phần 5 x bình y3 đúng không? Là thầy sẽ tính nhanh luôn ha. Các em này, thầy cộng hai này trước này, đó, âm 3 phần 5 đúng không? Âm 3 phần 5 mà cộng cho 8 phần 5 quá đơn giản, cùng mẫu giữ mẫu cộng tử lại với nhau đúng không? Đó, lấy 8 trừ ra bằng 5, 5 chia cho 5 thì đáp án là đáp số bằng 1 đúng không? Mà 1 cộng cho 2 thì bằng 3, 3 mà trừ 14 ok bằng âm 11, giữ nguyên phần biến là x bình y3. Xong dễ với em đó nha. Rồi các em nhìn đây, các em quan sát đến câu 1.7 ha, câu cuối cùng ha. Ở đây người ta nói nè, một mảnh đất có dạng như phần tô màu. Ồ, là cái hình màu xanh này các em đúng không? Được có kích thước được ghi như trên ha. Ví dụ cái màu xanh này nè,
hai chữ nhật màu xanh này nó có chiều rộng là 2x, chiều dài là 2y. Còn cái màu xanh bên này có chiều dài là 3x, chiều rộng là y, đúng không? Hãy tìm đơn thức thu gọn của hai biến nha. Hai biến x và y biểu thị diện tích của mặt đất đã cho bằng hai cách. Vậy cách thứ nhất người ta nói là gì đây? Cách thứ nhất là tính tổng diện tích của hai hình chữ nhật, hai hình chữ nhật này cộng lại, hình này này, đó, và hình này cộng lại. Thì các em học rồi, diện tích hình chữ nhật thì bằng gì? Dài nhân rộng, đúng không? Vậy thì mình sẽ giải cách đầu tiên ha. Đây. Thì sẽ giải cách một trước ha. Rồi. Rồi, cách một là diện tích mặt đất ha. Thầy sẽ ghi cái này xuống dưới đi. Ok. Diện tích mặt đất là rồi mình sẽ làm cách một ha. Rồi các em sẽ tính nè, các em sẽ tính diện tích của tứ giác này cộng tứ giác này ha, cộng hai hình chữ nhật này này đó là diện tích của tứ giác A B C D cộng diện tích của tứ giác gì đây E F G C thì bằng diện tích này đúng không, diện tích hình chữ nhật thì các em nào học lấy dài nhân cho rộng đúng không, vậy thì mình sẽ là lấy 2x nhân cho 2y cộng cho diện tích bên này cũng dài nhân rộng luôn, dài là 3x rộng là y nhân này, rồi sau đó mình thu gọn đi ha, nhân vô này 2 nhân 2 bằng 4 đúng không, 4x y, cái này là 3x y đó, mình sẽ cộng lại bằng 7x y đúng chưa, 3x y cộng 4x y 7x y đúng chưa, đó là cách thứ nhất ha. Còn thầy sẽ nói cách hai nè, cách hai ha, cách hai người ta nói lấy diện tích lớn là HFGD nè, diện tích lớn này nè, trừ đi cái diện tích màu trắng này nè, thì thế nói ra cái hai phần này còn lại đúng không? Giờ trước tiên các em phải xác định nè, diện tích lớn thì dễ lắm, diện tích lớn là đây nè, đây nè, diện tích lớn nè, đây là chiều dài của nó nè, chiều dài của nó lúc này các em nhìn nè, chiều dài của nó là bao nhiêu các em? 2y mà cộng cho 1y thì có phải là 3y không? Đó, còn chiều rộng của nó là 3x nè, đúng không? Mà rồi tiếp tục cái hình màu trắng nè. Cái chiều ngang này nè, chiều dài của nó bằng nhiêu đây, chính là bằng này luôn, hình chữ nhật mà hai cái đố bằng nhau đúng không, trên là 2y luôn đúng không, rồi cái cạnh từ đây đến đây bằng mấy nè, đó rất là đơn giản, các em lấy cái cạnh dài nè trừ đi cạnh ngắn này nè, đúng không, đó dài nè trừ đi ngắn nè, ngắn này giống bằng ngắn này mà đúng không, vậy nên 3x trừ đi 2x, vậy thì chiều rộng của cái hình chữ nhật màu trắng ở trên đó là x đúng không, 3x trừ 2x thì có x đúng chưa, vậy thì cách hai mình sẽ lấy diện tích của tứ giác HFGD trừ đi diện tích của hình chữ nhật HEBA đúng không? Thì sẽ bằng ha. Rồi diện tích lớn nè đúng không? Vậy thì là bằng nè. Để làm chậm nha, dài của nó là gì? 2y cộng cho y nhân cho rộng nó là 3x trừ đi chiều dài của cái này nè, là 2y đúng không, dài này, nhân rộng nè, rộng của nó là từ đây nè, này giờ là 3x đúng không, đây là 3x này trừ đi 2x đúng không, mở ngoặc ra 3x trừ đi 2x, thay đây là làm chậm nha, đó mình sẽ gom vô là 2y là đây mình 2y cộng hai đơn thức đồng dạng nào rồi, 2y cộng 1y thì bằng 3y nhân cho 3x trừ 2y, mà 3x trừ 2x thì còn 1x đúng không các em, cái thầy nhân vô 3 nhân 3 bằng 9, y nhân x chính là xy đúng không, rồi trừ 2y nhân x là trừ 2x đi, mà 9x đi mà trừ 2x đi thì bằng 7x đi, giống trên không các em, nhìn nào giống không, trên 7x đi dưới cũng 7x đi xong đúng không đó. Rồi bài này thầy thấy là khởi động lại mình học lớp 8 thì cỡ ok ha, nó cho bài tập lại dễ lại hơn lớp 7 mình học kỳ 2 đúng không đó. Rồi nếu video hay em nhớ đăng ký kênh nha, like share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho em xem nha. Rồi các em muốn dạy về sách giáo khoa, sách giáo khoa của ba bộ sách thì em nhớ comment bình luận nhiều lên, thầy sẽ tranh thủ quay cho các em nha. Chào tạm biệt các em.